Huỳnh Anh Tuấn bỏ sự nghiệp giám đốc tương lai sáng lạng ở Mỹ để đóng phim U60 phụ bán bánh tráng. Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sở hữu gia tài phim ảnh với nhiều vai diễn đa dạng, nhưng lại rất kính kệ chuyện đời tư. Gần đây, nam diễn viên đang gây xôn xao xã hội với đoạn clip bình dị phụ bạn gói bánh tráng. Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968 tại Vĩnh Long. Năm 12 tuổi, anh theo gia đình định cư ở Mỹ. Những năm theo học Đại học Nghệ thuật và Thiết kế, anh học về quay phim, chụp ảnh. Từng đoạt giải nhì nhiếp ảnh trong một cuộc thi mà nhờ thành tích này, anh đã vượt qua nhiều ứng viên, trở thành giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên chụp ảnh quảng cáo. Huỳnh Anh Tuấn còn xuất hiện trong nhiều clip ca nhạc của ca sĩ Phi Nhung ở hải ngoại thời điểm này. Điện ảnh như Cô Gái Si Tình luôn chờ chụp trao duyên cho chàng trai Huỳnh Anh Tuấn. Lúc học đại học, anh ở chung với Lưu Hình và khi người anh họ làm phim đã cùng cậu em như một trợ thủ đắc lực. Khi thì phụ quay, lúc lại làm diễn viên. Khi thực hiện bộ phim đầu tay Cơn Mưa Hạ cho một trung tâm của người Việt ở Mỹ, sau khi thử vai nhiều người, cuối cùng Lưu Hình nhận ra cậu em là vượt trội nhất. Đây chính là vai diễn đầu tiên của Huỳnh Anh Tuấn. Nghe ông anh thông báo có một vai hay lắm và rủ về Việt Nam chơi, anh mạnh dạn nhận lời và cũng muốn liều thử sức. Năm 1993, bộ phim Em và Micho khởi quay. Đó là một chuyến du lịch về Việt Nam bằng những vòng cua của những xích lô và trên đó là Mai, cô nữ sinh trung học đầy cá tính do Trương Ngọc Ánh đóng. Bộ phim tuy gặp trục trặc phải kéo dài thời gian quay, thêm 6 tháng rồi vài năm, chuyến về thăm nhà không thời hạn đã giúp anh khẳng định mình trong làng điện ảnh. Sự xuất hiện của Huỳnh Anh Tuấn vào thời điểm đó đã đem đến cho sân bay quốc nội một diễn viên nam hiếm hoi, có vóc dáng và gương mặt nam tính gợi cảm. Anh được nhiều người yêu thích và biết đến. Khi anh chuẩn bị quay lại Mỹ, Huỳnh Anh Tuấn nhận được lời mời đóng phim Biển Động, đóng cùng nữ diễn viên Thu Hà từ nghệ sĩ Kim Cương. Vậy là ở lại hết phim của Kim Cương đến phim của Xuân Kỳ. Thêm nhiều lời mời nữa, anh giữ lại cho mình đến tận hôm nay. Sau khi dòng phim thị trường thoái trào, Huỳnh Anh Tuấn lại được mời tham gia khá nhiều bộ phim truyền hình như Đất Khách, Những Đứa Con Thành Phố và đặc biệt có duyên với những vai làm vua. Dù là vai chính diện hay phản diện, anh đều hóa thân xuất sắc. Hơn 35 năm tham gia đóng phim, Huỳnh Anh Tuấn có một gia tài lớn gồm nhiều 200 vai diễn trong phim điện ảnh và truyền hình. Mấy năm nay, khi phim truyền hình nở rộ, thì Huỳnh Anh Tuấn trở thành nam diễn viên tuổi trung niên đắt show, đóng phim nhất nhì trong showbiz Việt. Vì nam diễn viên trung niên không nhiều và có thâm niên, kinh nghiệm đóng phim như Huỳnh Anh Tuấn lại càng hiếm. Có lần Huỳnh Anh Tuấn cùng lúc đảm nhận đến 3 vai nên gặp nhiều áp lực. Nam diễn viên từng tâm sự, đóng cùng lúc 3 phim cũng tạo cho tôi nhiều áp lực, đôi lúc khiến tôi bị stress. Vì thế tôi luôn thu xếp để dành thời gian nhất định cho mỗi vai diễn và cũng có thời gian để thoát khỏi vai này mới nhập vào vai khác. Về chuyện đời tư, nam diễn viên từng đổ vỡ hôn nhân, anh có 4 người con với vợ đầu. Huỳnh Anh Tuấn đi bước nữa vào năm 2016 ở tuổi 48. Anh cưới nữ diễn viên tên Thảo Sương, người từng đóng vai phụ trong một số phim truyền hình. Sau đám cưới, cô quyết định ở nhà làm nội trợ, quán xuyến gia đình để ông xã yên tâm hoạt động nghệ thuật. Anh hầu như rất hiếm hoi chia sẻ hình ảnh về cuộc sống riêng tư lên mạng xã hội. Từ trước đến nay, nam nghệ sĩ vẫn lựa chọn con đường làm nghệ thuật lâu dài, tránh thị phi hay phát ngôn gây tranh cãi. Anh cũng hiếm khi nào xuất hiện tại các sự kiện của giới nghệ sĩ mà chọn cuộc sống bình yên bên gia đình. Hiện tại Huỳnh Anh Tuấn vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong các bộ phim. Như phần đông anh em nghệ sĩ, anh cũng phải xoay sở làm nhiều công việc khác để nuôi nghề diễn viên và chăm lo cho gia đình. Anh từng phụ cha làm xây dựng, mở nhà hàng bán đồ ăn Ý, nhưng chẳng được bao lâu đã phải đóng cửa vì nhà hàng chỉ có lúc lãi, lúc anh hiện diện. Còn khi anh đóng phim thì thu không bù chi. Mặc dù đóng phim là công việc cực nhọc, thu nhập không đủ sống, nhưng anh thú nhận vẫn còn rất đam mê điện ảnh. Anh tâm sự, bây giờ tôi không kinh doanh nữa mà chỉ tập trung cho việc đóng phim. Tôi nghĩ mình lớn tuổi rồi nên cũng bớt lại, diễn xuất mới thật sự là đam mê của tôi. Mới đây trên mạng xã hội, bất ngờ lan truyền đoạn clip
được cho nam diễn viên gạo cội Huỳnh Anh Tuấn chuyển nghề sang kinh doanh bán bánh tráng. Ngay lập tức, chỉ chưa đầy một ngày đăng tải, đoạn clip trên đã thu về 1,4 triệu lượt xem. Khuôn mặt nam diễn viên sinh năm 1968 cũng xuất hiện vô cùng rõ ràng, không hề nhầm lẫn. Mặc dù đoạn clip không có âm thanh hiện trường, nhưng biểu cảm thoải mái, vui vẻ trên gương mặt diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đã gây ấn tượng với khán giả. Sau gần 35 năm cống hiến cho nền phim ảnh, hiện tại Huỳnh Anh Tuấn đã bước sang 54 tuổi nhưng vẫn giữ được dáng vẻ phong độ. Nhiều người không khỏi bật thốt khi nhìn thấy khoảnh khắc bình dị riêng tư của nam diễn viên. Thậm chí, thân hình khỏe khoắn, gọn gàng của Huỳnh Anh Tuấn giúp anh nhận được nhiều lời khen có cánh từ người hâm mộ. Theo tìm hiểu từ khán giả, nam diễn viên Huỳnh Anh Tuấn mỗi khi có dịp rảnh rỗi sẽ đến phụ giúp người bạn của mình đóng gói bánh tráng để chuẩn bị phân phối đến khách hàng. Nhiều người không khỏi cảm thán, bên cạnh công việc đằng sau ống kính, diễn viên phim Ngọn Nến Hồng Cung cũng có những khoảnh khắc đời thường thế này. Ban đầu fan hâm mộ bày tỏ sự nghi ngờ trước thật hư câu chuyện nam diễn viên đi bán bánh tráng. Rất nhiều người thắc mắc, lời hỏi thăm được gửi đến chủ tài khoản đăng clip và được xác nhận anh chỉ đến để phụ giúp công việc trong lúc không đóng phim. Là một trong những diễn viên góp mặt ở rất nhiều tác phẩm Việt và gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ, ngay lập tức diễn viên Huỳnh Anh Tuấn nhận được sự phản ứng tích cực từ phía khán giả. Này là chủ đóng vai của Bảo Đại đúng không? Giờ chú chuyển nghề bán bánh tráng rồi à? Mình đang xem phim Hôn Lễ Mùa Thu, có chú đóng, xem hoài không chán luôn. Chú này đóng phim rất hay, thích chú lắm. No.